Chúng ta quay trở lại nhé các bạn. Ở video trước thì chúng ta đã xử lý xong phần validate form. Một cái điểm mà mình muốn nhắc lại một chút thôi. Đó là ở buổi trước mình đang sử dụng một cái event. Các bạn nhìn thấy là chúng ta mỗi lần chúng ta blue này. Đó, có nghĩa là bỏ chuột ra khỏi cái input ấy, thì nó sẽ phải báo lỗi ngay. Ví dụ test này, bỏ ra thì hết lỗi này. Đó, bỏ ra thì phải báo lỗi ngay mà không cần nhấn submit. Thì cái này mình nhấn mạnh thêm như vậy để các bạn hiểu được lý do vì sao chúng ta sử dụng cái blue validate ở đây nhá. Ok chưa? Rồi, quay trở lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì với nó? Thì sau khi mà người dùng đã nhập liệu xong rồi, ví dụ họ nhập là iPhone 12 chẳng hạn. Đó, và họ nhập giá vào, nhập thêm phần mô tả thì chúng ta sẽ phải lưu được cái sản phẩm đó. Thông tin sản phẩm này chúng ta sẽ lưu ở đâu? Chúng ta sẽ lưu nó ở trên server các bạn nhé. Và server mà mình có giới thiệu cho các bạn đó chính là Node.js. Ok chưa? Vậy cụ thể chúng ta sử dụng nó như thế nào? Thì các bạn thấy là chúng ta có một cái domain server API này là localhost 8000 API chúng ta đã tạo ở buổi trước rồi. Đó, ok chưa? Trong cái Node server này chúng ta có những cái API nào? Mình sẽ nói luôn cho các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta bật Postman lên. Các bạn có thể cài Postman ở trên máy. Giả sử ở đây mình sẽ sử dụng Postman để mình test server trước, các bạn sẽ nhìn thấy này. Ví dụ bây giờ mình muốn thêm một sản phẩm thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức post. Port là 8000. Sau này mình sẽ demo cho các bạn. À, mình sẽ viết document cho cái API này các bạn nhé. Product như thế này. Chúng ta sẽ thêm sản phẩm có name, có price và có description. Đó, được chưa các bạn? Còn những thông tin này chúng ta sẽ bỏ đi. Đó, ok chưa? Ví dụ mình thêm sản phẩm là iPhone 12. Đó, giá của nó là 25 triệu. Được chưa các bạn? Đây sẽ là thông tin chi tiết sản phẩm iPhone 12 như thế này. Đó, mình nhấn save. À, chúng ta sẽ là product có S các bạn nhé. Đây, nó sẽ là thông tin sản phẩm của chúng ta là sẽ là product có S như thế này. Mình nhấn save. Thì các bạn sẽ thấy nhận lại được một cái response trả về từ Postman này, từ server trả về đấy. Và chúng ta nhìn thấy ở trên Postman là thêm thành công, success bằng true. Lúc này quay trở lại danh sách này. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta vừa thêm mới được sản phẩm thông qua API này. Được chưa? Thì Postman nó là công cụ để chúng ta test API. Sau này các bạn đi làm rồi chắc chắn các bạn sẽ sử dụng Postman khá là nhiều. Ok chưa? Quay trở lại đây. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thêm được sản phẩm từ view thông qua API? Thì chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Để sử dụng được API hay nói cách khác là để gọi được API thì chúng ta sẽ phải cài đặt install thêm một cái package đó là ACOS và view ACOS. Mình sẽ cài cái này lên. Thì các bạn có thể copy cái command này và các bạn thực hiện cài nó lên. Chúng ta sẽ cài nó ở trên project, chính vì vậy chúng ta sẽ mở terminal của project lên như thế này. Đó, và chúng ta đang ở trong thư mục suộc này các bạn này. Các bạn copy paste vào. Đó, và thực hiện cài nó. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ làm gì với nó? Đó, chúng ta đã cài xong rồi. Thì mỗi bucket của JavaScript hay bất kỳ cái bucket nào nó đều có document các bạn nhé. Chính vì vậy chúng ta sẽ mở cái này lên và xem cái cách dùng của nó. Ok chưa? Thì ở đây mình sẽ mở trực tiếp vào trang chủ của npm. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cách sử dụng của cái bucket này. Đây, các bạn có thể nhìn ở đây. Đó, có một cái link ở đây. Và chúng ta sẽ thấy là cái cách sử dụng. Và đây là cách sử dụng ở trong view bar, được chưa các bạn? Đó, document của nó khá là chi tiết, khá là dễ hiểu. Ok chưa? Rồi, lúc này chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Thì mình sẽ import nó vào thư mục main như thế này. Chúng ta quay trở lại main.js nhé. Đây, đó, mình sẽ import cái này vào. Đó, ok chưa? Lúc này chúng ta sẽ phải khởi tạo theo cái cách này. Đó là new main như thế này. Và đây các bạn nhìn thấy nó sẽ đặt tên một cái là request các thứ ở đây. Thì ở đây mình sẽ đặt tên nó như thế này. Mình sẽ tạo ra một cái biến constant. Constant là app. Đó, bằng create app như thế này. Được chưa các bạn? Sau đó thì chúng ta sẽ app.mount. Đó. Và lúc này ở đây chúng ta sẽ sử dụng app.view view.cos. Ở đây mình sẽ đặt là request. Cái này là do mình đặt tên các bạn nhé. Đó. Và nó sẽ sử dụng cái
ACOS như thế này. Ok chưa? Đó. Vậy là từ bây giờ mình có thể sử dụng được cái request này ở mọi nơi, tất cả các component khác nhau, thông qua câu lệnh là git cho đến request như thế này. Request như thế này. Đó, được chưa? Vậy request này nó có những cái phương thức gì thì chúng ta sẽ bám vào document của ACOS này các bạn này. Đây. Thì ACOS nó có một cái document khá là chi tiết ở trên Git, các bạn nhìn thấy này, được cộng đồng sử dụng rất là nhiều. Đó, được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy nó cung cấp cho chúng ta những cái phương thức nào. Thì nó có các phương thức sau. Khi chúng ta muốn gọi đến một phương thức GET thì chúng ta sẽ sử dụng là ACOS.GET. Đó. Khi chúng ta muốn gọi đến một phương thức POST thì chúng ta sẽ sử dụng là phương thức POST như thế này. Đó, ok chưa? Nó cung cấp đầy đủ cho chúng ta tất cả những phương thức mà chúng ta cần. Đó, POST, PATH, GET, DELETE. Đó, DELETE là khi xóa và chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái phương thức như thế này. Được chưa các bạn? Tuy nhiên, ở trong project của chúng ta thì nó sẽ hơi khác đi một chút xíu thôi. Bởi vì chúng ta đang config nó theo cái view ACOS. Nên chúng ta sẽ sử dụng nó như sau. Quay trở lại đây. Đó, giả sử bây giờ mỗi lần chúng ta submit form, chúng ta đã nhập đủ thông tin rồi, thì có phải lúc này các bạn sẽ lấy ra được thông tin của sản phẩm đúng không? This.product như thế này. Đó, chúng ta chạy nó lên này. Ví dụ mình để là Samsung 1 đi. Đó, giá là 10 triệu. Đó, và mình sẽ để là Production Samsung. Đó, ok chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta lấy ra được thông tin sản phẩm bao gồm name, price và description như thế này. Ok chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ xử lý là mỗi lần chúng ta nhấn submit thì chúng ta sẽ gọi lên server bằng câu lệnh git cho đến request như thế này. Request. Đó. Và chúng ta chấm cái gì? Chúng ta chấm post. Đó, ok chưa? Post này nó sẽ nhận vào một cái API. Vậy API này nó sẽ lấy ở đâu? Thì API nó chính là cái đường dẫn này. Được chưa các bạn? Localhost này. Và chúng ta sẽ đưa nó vào đây. HTTP. Đó, được chưa? Chúng ta gọi đến API. Và chúng ta sẽ truyền dữ liệu lên với cái data sẽ là zip.product như thế này. Được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ là gen. Chúng ta sẽ thực hiện thêm mới product thông qua API này. Và các bạn nhìn thấy là chúng ta đang sử dụng phương thức POST của ACOS request. Và phương thức này thì nó bản chất của nó là một promise method thôi. Và ở trong đây chúng ta sẽ nhận được một cái kết quả. Chúng ta sẽ viết là REST như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là chúng ta thêm được nó hay không. Chúng ta sẽ console log ở đây. REST.data. Đó. Ok chưa? Lúc này chúng ta thử nhé các bạn nhé. Rồi, ok. Chúng ta quay trở lại đây. Đây, chúng ta sẽ load lại này. Ví dụ mình thêm là Samsung Test đi. Test Product 1 đi. Đó, giá là 1 triệu. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ là Test Description 1. Ok. Chúng ta nhấn thêm. Ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta nhận được một cái response là success. Được chưa? Và khi mà chúng ta thêm success thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chuyển nó về trang danh sách. Đó. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ sử dụng đến router. Git trỏ đến router như thế này. Chấm push. Push đến đâu thì chúng ta sẽ push đến một cái router name của chúng ta. Có tên là gì các bạn? Chúng ta xem trang danh sách của chúng ta có tên là gì. Đây, auto name sẽ là product.list như thế này. Đó, các bạn nhé, quay trở lại form. Chúng ta sẽ put vào đây như thế này. Đó, ok chưa? Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện được push product. Còn trái lại, nếu mà chúng ta kiểm tra là nếu res.data.success mà không bằng true. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta sẽ có .success. Cái response này nếu mà nó trả về không thành công nữa thì chúng ta sẽ hiển thị một cái lỗi đây. Được chưa? Nó sẽ chuyển tra. Đó, ok chưa? Thì mình sẽ kiểm tra như thế này, mặc định là mình sẽ chuyển tra.
Đó, còn nếu mà không rơi vào cái này, undefined đó. Được chưa các bạn? À mà thôi, mình để như thế này đi. Đó, ok chưa? Return luôn. Còn nếu mà có lỗi thì mình tạm thời mình để một cái alert, sau này chúng ta sẽ sửa thành cái alert khác. Chúng ta sẽ có là something went wrong. Went wrong. Đó. Ok chưa các bạn? Rồi, ok. Chúng ta quay trở lại API, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có 3 sản phẩm vừa thêm đây. Được chưa? Bây giờ mình test thêm một cái nữa. Mình thêm sản phẩm số 2. Giá của nó là 2 triệu. Đó. Thông tin sản phẩm test như thế này. Ok, chúng ta nhấn save. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta lưu thành công thì nó sẽ trả về cho chúng ta trang danh sách như thế này. Ok chưa? Và chúng ta sẽ có 4 sản phẩm. Đó. Thì đây, đây là cách để chúng ta thêm mới một sản phẩm, được chưa các bạn? Thêm mới một sản phẩm. Cái alert này sau này chúng ta có thể sử dụng một vài cái thư viện thông báo lỗi khác để chúng ta báo lỗi ra. Đó. Giả sử nếu trường hợp mà mình thêm mà nó có lỗi, giả sử như vậy nhé. Đây, validate xong thì nó sẽ bắn một cái lỗi như thế này. Mình comment đây thôi. Ví dụ các bạn quay trở lại đây. Thêm này. Và pass đi. Đó, nó sẽ có lỗi thì nó sẽ phải bắn ra cho chúng ta. Đó, một cái lỗi như thế. Ok chưa các bạn? Đó, thì đấy là mình ví dụ thôi. Sau này chúng ta sẽ xử lý mấy cái alert này. Rồi, vậy là chúng ta đã thực hiện xong phần thêm mới sản phẩm. Video này mình sẽ dừng lại ở đây. Ở bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta hiển thị ra danh sách sản phẩm ở trên màn hình danh sách. Ok, các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.